7 điều cân nhắc khi chọn mua xe ô tô mới. Mua xe ô tô mới giống như là một trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nó có thể trở thành một trải nghiệm thú vị hoặc ngược lại. Nó sẽ khiến bạn căng thẳng, đắn đo nhiều thứ và dẫn tới stress. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm mua ô tô mới để giúp bạn có thể chọn ra một chiếc xe ưng ý và phù hợp với nhu cầu cá nhân. 1. Xác định phân khúc. Đây là vấn đề cần thiết trước khi chọn mua xe ô tô mới của mình. Bạn phải xác định được nhu cầu của mình là gì, dùng để đi làm hàng ngày hay chỉ đơn giản phục vụ cho gia đình vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Nếu phục vụ cho công việc thì nên chọn những loại sedan vì nó là biểu tượng của sự sang trọng, thành đạt. Còn nếu phục vụ cho gia đình, có thể chọn những dòng xe hatchback, SUV, crossover để tăng diện tích không gian, tạo sự thoải mái cho những chuyến đi dài. 2. Trang bị tiêu chuẩn. Hầu như ai cũng quan tâm đến điều này vì một lý do đơn giản, nó sẽ bảo vệ an toàn cho bạn và gia đình trong suốt hành trình dài. Do đó, trước khi đi mua xe ô tô mới, bạn nên liệt kê ra danh sách những thiết bị an toàn mà bạn mong muốn. Những trang bị tiêu chuẩn thiết yếu hiện nay bao gồm ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, rất cần thiết khi đi trời mưa và đường trơn trượt. EBD, hệ thống phân phối lực phanh. BA, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp. ESP, hệ thống cân bằng điện tử, rất cần khi chạy đường đèo dốc và cua gắt. Airbags, túi khí, càng nhiều càng tốt. Nó giúp bảo vệ bạn và gia đình có thể khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, trang bị tiêu chuẩn của bạn có thể chọn thêm những trang bị tùy dụng, giúp tăng thêm tiện nghi và giải trí. Một số trang bị tùy chọn như là ghế lái chỉnh điện, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, server panorama, hệ thống chống trộm. Những trang bị tùy chọn này có thể khiến bạn phải chi thêm một số tiền khá lớn. Do đó, trước khi quyết định, bạn phải thật tỉnh táo để quyết định xem những trang bị nào thực sự cần thiết cho nhu cầu của mình. 4. Xếp hạng an toàn. An toàn là vấn đề cần được cân nhắc kỹ với bất kỳ dòng xe và hạng xe nào. Kinh nghiệm để tìm hiểu và so sánh độ an toàn của từng loại xe, bạn có thể thêm đánh giá của những website uy tín. Một trong những thử nghiệm đánh giá được quan tâm nhất là khả năng hấp thụ xung lực khi có va chạm và tai nạn. Điều này giúp nâng cao khả năng sống sót cho hành khách trên xe. Thử nghiệm khả năng hấp thụ xung lực bao gồm va chạm phía trước, va chạm cạnh, va chạm phía sau, thử nghiệm lật xe. Do đó không nên xem xét độ an toàn của xe thông qua vẻ bề ngoài của nó. Ví dụ như xe SUV to hơn nên khi xảy ra tai nạn thì nó sẽ an toàn hơn sedan. Điều này hoàn toàn không đúng. 5. Mức tiêu hao nhiên liệu. Đây là yếu tố được nhiều người quan tâm khi chọn mua xe ô tô mới, đặc biệt là những người cần dùng chúng đi lại thường xuyên phục vụ cho công việc. Nếu cần phải di chuyển, bạn có thể chọn dòng động cơ diesel rất tiết kiệm, kinh tế và bền bỉ. Theo thống kê, mức tiêu thụ của xe diesel đường cao tốc tầm 7 lít trên 100 km, còn đường thành phố 7-9 lít trên 100 km. Còn đối với động cơ xăng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đường cao tốc từ 8-9 lít trên 100 km, còn đường thành phố tầm 13-18 lít trên 100 km tùy loại xe. Nhưng đừng quá quan trọng vấn đề tiêu hao nhiên liệu mà bỏ qua chiếc xe bạn đã rất ưng ý sau khi cân nhắc 4 yếu tố bên trên. 6. Khả năng giữ giá của xe. Nhiều người quan niệm rằng thương hiệu càng nổi tiếng và phổ biến thì mức độ giữ giá càng cao. Điều này chỉ còn đúng với quá khứ. Còn hiện tại, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, xe ô tô trở thành một phương tiện đi lại phổ biến, nên việc giữ giá không còn phụ thuộc nhiều vào thương hiệu mà nó phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác nhau như cách bảo trì, sử dụng và cách bảo quản xe của bạn. 7. Bảo hành. Đa số tất cả các cửa hàng bán xe đều có chế độ hậu bãi và bảo hành rất hoành tráng để thu hút và lấy lòng tin của khách hàng. Thông thường có hai dạng bảo hành. Bảo hành theo số km như 100.000 km hay 150.000 km tùy theo chiến lược từng hạng. Bảo hành theo thời gian từ 2 đến 3 năm với 100 km hoặc bảo hành 2 đến 3 năm không giới hạn km. Khi chọn mua ô tô mới, bạn cũng nên xem xét qua chế độ bảo hành của hãng vì nó có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể khi xe gặp bất chắc. Thu thuế từ ô tô cả sản xuất lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu nguyên chiếc đang giảm mạnh.
Cùng với đó, định hướng hạn chế phương tiện cá nhân đang dần được thực hiện. Tình thế này buộc các cơ quan quản lý sẽ tính toán nhiều biện pháp kinh tế để điều chỉnh. Vì vậy, giá ô tô dự báo khó giảm mạnh. Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc mới đây cho biết, năm 2017, tiền thuế của địa phương này sẽ giảm khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là do các doanh nghiệp ngừng sản xuất một số mẫu ô tô và chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối. Cụ thể, từ đầu năm 2017, công ty Toyota Việt Nam đã ngừng lắp ráp mẫu xe Fortuner tại nhà máy Vĩnh Phúc, chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về bán. Mẫu xe này mỗi tháng bán được 1.200 xe. Công ty Honda Việt Nam cũng bỏ lắp ráp mẫu xe Civic tại nhà máy Vĩnh Phúc và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về phân phối. Mỗi năm, mẫu xe này bán được trên 2.000 chiếc. Thuế chiếm khoảng 50% giá xe bán ra, hàng chục nghìn chiếc xe chuyển sang nhập khẩu sẽ làm cho số thuế thu từ sản xuất lắp ráp ô tô tại Vĩnh Phúc sụt giảm mạnh. Tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, dự kiến thu từ sản xuất lắp ráp ô tô năm 2017 chỉ thu được khoảng 6.700 tỷ đồng, giảm 2.084 tỷ đồng so với dự toán, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách của tỉnh. Tổng cục Hải quan mới đây cho hay, 6 tháng đầu năm, ngân sách đã giảm thu 8.090 tỷ đồng so cùng với kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó mặt hàng xăng dầu, ô tô có mức thuế nhập khẩu giảm mạnh nên ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Chẳng hạn, thuế nhập khẩu ô tô du lịch nguyên chiếc dưới 9 chỗ từ khu vực ASEAN đã giảm từ 40% xuống còn 30% từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, dự kiến nguồn thu sụt giảm. Dự báo sang năm 2018, khi thuế xuất thuế nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ khu vực ASEAN về Việt Nam giảm còn 0%, thì thu thuế từ ô tô sẽ còn giảm. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu đạt 26.600 chiếc, trị giá 449 triệu đô. Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 8.900 chiếc, trị giá 171 triệu đô. Hà Lan đứng thứ hai với 6.600 chiếc, trị giá 105 triệu đô. Hiện thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về Việt Nam ở mức 30%. Với kinh ngạch trên, số thuế thu được khi thu nhập xe từ hai nước trên là hơn 80 triệu đô. Ước tính cả năm trên 160 triệu đô, bước sang năm 2018, con số hụt thu có thể lên đến hàng trăm triệu đô. Không những thế, để duy trì hoạt động lắp ráp trong nước, thuế suất ô tô nhập khẩu bộ linh kiện ô tô hiện ở mức 15% cũng giảm về 0%, nguồn thu từ đây sẽ mất. Ngoài ra, với ô tô con có dung tích xi lanh từ 2,0 lít trở xuống, từ 2018 sẽ giảm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng góp phần làm giảm nguồn thu từ ô tô. Khi thuế nhập khẩu về 0%, nhiều mẫu xe nhập khẩu có giá rẻ hơn 20% so với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Vì vậy, chỉ có những mẫu xe nào có lợi thế mới được duy trì lắp ráp, còn lại các hãng sẽ được chuyển sang nhập khẩu để phân phối. Dự báo, số lượng xe ngoại nhập còn tăng, lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm xuống và các địa phương có nguồn thu lớn từ ô tô như Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Hải Dương còn thất thu thuế lớn hơn nữa. Ước tính chung, con số này có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Khi giá giảm do thuế nhập khẩu giảm, có thể cơ quan quản lý sẽ tìm cách các biện pháp để cân đối. Bên cạnh đó, để ô tô nhập tràn vào với giá rẻ còn gây áp lực lên cơ sở hạ tầng giao thông. Vì vậy, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ tìm cách để hạn chế ô tô. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, để hạn chế ô tô bằng các biện pháp kinh tế thì chắc chắn nhà nước sẽ tăng thuế và phí. Ông Thành cho hay, sắp tới cơ quan quản lý sẽ tìm cách tăng các loại phí liên quan đến ô tô nhập khẩu lên rất cao. Vừa qua, đã có đề xuất từ Bộ Công Thương với dòng xe pick-up nâng thuế phí lên tương đương với xe con. Hiện xe pick-up được hưởng thuế thụ đặc biệt từ 15 đến 25% tùy dung tích xi lanh và lệ phí trước bạ 2%. Nếu nâng lên ngang bằng xe con thì thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ từ mức 40 đến 90%, còn lệ phí trước bạ từ 10 đến 12%. Như vậy, đây là cách để bù đắp cho nguồn thu. Một số nguồn tin cũng cho biết Bộ Tài chính đang muốn sửa hàng loạt luật thuế như luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên. Ô tô chịu ảnh hưởng bởi 3 luật thuế là thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu thuế suất được sửa tăng lên, sẽ tác động đến giá xe. Như vậy, giá ô tô vào năm 2018 sẽ khó có cơ hội giảm.